Acer luôn biết chiều lòng các đối tượng khách hàng của mình, đặc biệt là game thủ, khi với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng mà đã sở hữu được màn hình chuyên game T-Web Gaming VG279Q1R. Màn hình có kích thước 27 inch Full HD được thiết kế dành riêng cho các game thủ chuyên nghiệp và những người tìm kiếm trải nghiệm chơi game nhập vai. Thiết kế với chân đế hình tròn kết hợp với họa tiết vân gợn sóng vô cùng hiện đại, vẻ bề ngoài siêu mỏng lại còn nhẹ thì đây là sự ngụy trang hoàn hảo cho những ai thích dùng màn hình gaming mà nhìn như không phải gaming. Với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng thì chiếc màn hình này đối với mình khá chắc chắn, mặc dù khi chạm vào có hơi rung một chút nhưng điều này không phải là điều gì quá lo ngại. Mặt sau thì logo Acer được đặt chính giữa. Ở phía cạnh trái thì chúng ta có một chiếc joystick để các bạn có thể điều chỉnh được menu cũng như là bật nguồn, tắt nguồn và chỉ có một nút duy nhất mà thôi. Ba cạnh viền siêu mỏng chỉ từ 7,5mm, cạnh dưới hơi dày một chút để có thể để logo của Acer. Màn hình này cũng chiếm rất ít không gian chơi game và phù hợp với mọi môi trường sử dụng. Với góc nhìn rộng lên đến 178 độ sẽ đảm bảo hình ảnh hiển thị luôn đẹp ở mọi góc nhìn dù là ở góc nhìn hẹp nhất. Tốc độ làm mới siêu nhanh lên tới 144Hz, điều này sẽ đảm bảo cho độ mượt mà và hoàn toàn không giật ngay cả trong các game tốc độ cao nhất được chơi ở thiết lập hình ảnh cao nhất, thì sẽ giành lợi thế trong các tựa game bắn súng ở góc nhìn thứ nhất hay là các tựa game đua xe, game chiến thuật thời gian thực và các tựa game thể thao. Để loại bỏ hiện tượng nhòe và mờ chuyển động thì Acer tích hợp hai công nghệ độc quyền. Một là Extreme Low Motion Blur chỉ 1ms, khiến cho các vật thể chuyển động trên màn hình trở nên sắc nét hơn, do đó trải nghiệm chơi game trở nên trơn tru và nhanh nhạy hơn. Hai sẽ là phím nóng Game Plus, mang lại cho các bạn những cải tiến trong game, giúp bạn tận hưởng game của mình một cách tối đa. Chức năng này thì được phát triển theo ý kiến tư vấn từ các game thủ chuyên nghiệp, cho phép họ luyện tập và nâng cao kỹ năng chơi game. Thêm vào đó thì sản phẩm này còn tích hợp rất là nhiều công nghệ khác. Acer Shadow Boost thì sẽ làm sáng các vùng tối của game mà không gây cháy sáng các vùng sáng hơn, cải thiện được trải nghiệm xem tổng thể, đồng thời giúp dễ phát hiện được kẻ địch ẩn nấp trong các vùng tối của bản đồ. Game Visual sẽ có 7 chế độ hiển thị cài đặt sẵn để tối ưu hóa hình ảnh đối với các loại nội dung khác nhau. Công nghệ Flicker Free và Ultra Low Blue Light sẽ làm giảm nhấp nháy và ánh sáng xanh có hại, giúp người dùng đỡ mỏi mắt, tăng cường sự thoải mái khi tiếp xúc với màn hình và khi ngồi chơi game. Cùng kết nối khá là đầy đủ khi có một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một jack tai nghe và một jack cắm nguồn. Hệ thống âm thanh cũng được Acer chú trọng khi màn hình có tích hợp loa âm thanh nổi 2W High Stereo cho âm thanh khá to và rõ ràng. Tổng kết lại thì với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng, màn hình siêu mỏng, cổng kết nối đầy đủ cùng các công nghệ độc quyền của Acer thì đây là mẫu màn hình đáng mua trong tầm giá. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.